Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: Em chào chị ạ, chị ơi, em và anh ấy yêu nhau được hơn 1 năm, cũng từng có ý định tiến xa hơn. Vừa rồi anh có nhắn bảo là muốn dừng lại, một là vì anh đã có định hướng khác, anh quyết định chuyển hẳn xuống nơi anh đang làm việc để sống, xa thành phố nơi anh đang sống khoảng 60 km. Anh muốn phát triển hơn trong công việc và khám phá vùng đất mới. Hai là vì anh không còn hứng thú với việc tình cảm nữa. Mấy ngày nay em tự nhìn nhận lại bản thân và thấy trước giờ em đã mang đến nhiều cảm xúc tiêu cực cho anh bằng việc giận hờn thường xuyên, không thông cảm cho công việc và áp lực của anh mà hay trách móc anh không quan tâm đến em. Em nghĩ những vấn đề như thế đã dần làm nhạt đi cảm xúc của anh và dẫn đến anh hết tình cảm. Em có nhắn lại rằng em muốn gặp một lần trực tiếp để nói ra suy nghĩ của mình và anh vẫn chưa trả lời tin nhắn ấy của em. Em không biết liệu anh ấy còn đang cảm thấy sự tiêu cực từ em nên không muốn gặp, hoặc do anh chưa sẵn sàng để đối diện với em. Thưa chị, có còn hy vọng nào trong mối quan hệ này nữa không? Có cách nào để cứu vãn những vấn đề của tụi em không ạ? Và làm như thế nào để anh đồng ý gặp em ạ? Em cảm ơn chị rất nhiều và mong được phản hồi từ chị ạ. Em chúc chị luôn bình an. Em thân mến, có cái sai lầm của em là em cứ phải đòi gặp người ta cho bằng được. Em thân mến, nếu người ta gặp em mà người ta không có thích, người ta khó chịu thì gặp em cái buổi đấy có ý nghĩa gì? Đúng không? Đương nhiên vẫn có cơ hội để em lấy lại cái sức hút của mình, lấy lại cái sự cuốn hút của mình. Nhưng chị muốn em hiểu một điều là em phải luôn luôn nhớ, có thể có những lúc em sao nhãng nó đi, nhưng em phải biết về mặt cơ bản, em là nguồn vui của người khác, em là món quà mang đến cho cuộc sống của người khác, chứ không phải là gặp em là cái sự chiếu cố. Thôi chiếu cố cho em nên gặp em, thế thì cái đấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Chứ bây giờ việc của em không phải là đòi gặp người ta cho bằng được. Gặp để làm gì? Người ta không muốn gặp em bởi vì người ta không muốn đối mặt, bởi vì biết là em còn thích người ta lắm. Bây giờ người ta không muốn phũ với em, cho nên người ta không muốn gặp. Đấy là một cái sự tinh tế, mình phải hiểu ý của người ta. Không, em muốn gặp thì em muốn cái kết quả như nào? Gặp xong rồi người ta nói là anh không còn yêu anh nữa, anh thực sự chán em lắm rồi, anh mệt mỏi lắm rồi, giải thoát cho anh đi, tha cho anh đi. Thế nếu mà em gặp để mà người ta nói như thế, em có muốn nghe không? Thế nếu không muốn nghe những cái câu này thì đừng gặp người ta nữa. Em à, cái sai của em là cho người ta tiêu cực, cho người ta những cảm xúc khó chịu trong một thời gian dài. Thì bây giờ nếu em muốn lấy lại cái giá trị của em, phải để cho người ta thoải mái nhá. Khi người ta muốn có cái ý định là người ta bỏ thành phố của người ta để người ta đi đến một cái vùng đất mới, người ta khám phá, người ta không có hứng thú với chuyện tình cảm nữa, thì đáng nhẽ lúc đấy em phải thấy biết một cái báo động đỏ rằng mình đang làm sai rồi, mình đã làm người ta mất cảm hứng rồi, mình phải chỉnh đốn lại ngay. Em ạ, chỉnh đốn lại như thế nào? Bây giờ chị nghĩ rằng cái ứng xử cuốn hút nhất của em bây giờ là đừng nhắn tin cho người ta nữa. Mình xin gặp mà người ta không có gặp á, bây giờ mình còn nhắn nữa thì người ta cười vào mặt mình, người ta coi thường mình, người ta hạ thấp mình, và người ta càng kiên định với quyết định là mình rời xa cái cô này là đúng lắm rồi, cô cứ bám lấy mình sợ quá rồi. Em ạ, nhưng người đàn ông vì lịch sự không bao giờ người ta nói thẳng với em đâu, người ta sẽ giữ sự im lặng. Cho nên em phải biết như thế này này, bây giờ bắt đầu cuộc sống của mình đi. Hoặc nếu em thích, nhưng nếu em thích nữa thì em hoàn toàn có thể nhắn thêm một cái tin nữa để hủy cái cuộc hẹn đấy đi, hủy cái mong muốn được gặp đó đi. Bảo em hãy nói với anh ấy rằng anh ạ, thực sự là thời gian qua có lẽ là em cũng đã dành cho anh cũng khá là nhiều cảm xúc tiêu cực. Em cũng đã rất là trẻ con để có thể là chưa thấu hiểu anh, dẫn đến là chúng ta đưa đến cái kết quả ngày hôm nay. Nhưng mà em cũng tôn trọng cái quyết định của anh, nên là mong rằng chúng ta sau này sẽ có những cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Đó, em muốn quay lại thì phải thả cho người ta đi nhá. Giống như một con chim ở trong lồng ấy, bị nhốt trong lồng khó chịu, bức bối, mệt mỏi, đúng không? Giờ nó muốn bay ra cho nó bay đi, chứ còn cố giữ nó không cho nó bay á, thì cả cuộc đời này nó sẽ phấn đấu để nó bay ra ngoài. Cho nên bây giờ thả cho bay, bay thoải mái đi, để người ta biết rằng người ta bay đi rồi, nếu nó quay lại chưa chắc lại được quay lại. Nhưng ít nhất khi người ta bay đi, người ta có tự do rồi, thì người ta sẽ có cái cảm giác là cái khi xưa mình từng ở một cái lồng, mình có cái sự ấm áp, có một người con gái quản mình, có một người con gái muốn được mình quan tâm, cái cảm giác đấy cũng hạnh phúc lắm chứ, đúng không? Bây giờ là em làm cho người ta ngột ngạt, người ta không biết cái giá trị của em. Nhưng nếu em muốn người ta nhận ra giá trị của em thì em phải thả cho người ta đi, thả đi cho thoải mái đi, cứ đi đi,
nhá. Còn duyên thì sẽ gặp lại, mà hết duyên thì em sẽ thay đổi bản thân để có hạnh phúc của một người đàn ông thực sự thuộc về em nhá. Chị biết là em không muốn nghe cái điều là hết duyên, nhưng mà đó là cái quy luật của cuộc sống này. Có thể là còn duyên với anh ý thì em lấy lại cái sự sức hút của mình, bọn em vẫn còn tình cảm với nhau, bọn em sẽ quay lại với nhau. Nhưng nếu em không làm theo cách của chị thì sẽ chẳng còn cơ hội nào mà em quay lại với nhau nữa. Bây giờ phải bản lĩnh cái lúc này, phải cho người ta thấy giá trị của mình. Chứ bây giờ người ta đã nghĩ rằng giá trị của mình rất thấp rồi, mà mình còn kéo giá trị của mình thấp nữa thì làm sao mà người ta quay lại được, đúng không em? Nhá, thì chị nghĩ rằng là em hãy làm theo cái lộ trình quay trở lại với người yêu cũ mà chị đã làm, có cái video đó đó, em làm theo rồi để mình sẽ có hạnh phúc, chứ không thể nào bây giờ thả mạng như này được nữa nhá. Đừng có xin người ta gặp, xin gặp để làm cái gì em ơi? Khi một người ta đã chán mình đến độ người ta không muốn gặp mình rồi, mình cứ đòi gặp người ta để làm cái gì cơ chứ? Em nghĩ rằng em sẽ níu kéo được á? Em còn níu kéo được thì em nghĩ đấy có phải tình yêu không? Cũng chẳng có gì thú vị ở trong cái mối quan hệ đấy được cả. Thứ duy nhất để khiến em có thể có hạnh phúc đấy là lấy lại cái cảm xúc của người đàn ông đấy, để cho người ta tự do thoải mái, người ta đi rồi trong thời gian này làm cái gì, mình nhận ra tất cả sai lầm của mình trước đây, mình học cách làm chủ cuộc chơi tình yêu nhá. Tham gia một khóa học của chị có tên là trở thành người không thể thay thế trong cuộc sống của người ấy, để biết cách làm chủ cuộc chơi tình yêu, khiến cho người đàn ông phụ thuộc vào mình, yêu thương mình, không rời mình ra được, chứ không phải lúc nào cũng chờ đợi những người đàn ông để rồi mình không rời người ta được em ạ. Nhá, em lên cái trang toàn.nguyenhạnhphuc.vn á, và trong đó có cái khóa học trở thành người không thể thay thế, nhất định phải sở hữu khóa học đó một lần trong đời để mình có thể biết cách khiến cho đàn ông phụ thuộc vào mình, chứ không thể như thế này được nữa nhá. Rồi sau đó thay đổi bản thân, sự nghiệp của mình tốt chưa? Chưa tốt rồi phấn đấu tiếp, chưa tốt mình lại làm cho nó tốt hơn. Mình phải nâng cấp bản thân mình để trở thành một người con gái mà đàn ông phải khao khát, đàn ông phải mơ ước có được á, vừa tài giỏi, giỏi giang, thông minh, biết kiếm tiền, xinh đẹp, đáng yêu, ngày càng đáng yêu hơn, ngày càng xinh đẹp hơn, để cho anh ta phải tiếc, phải mộng về em ạ. Rồi có khi mà em nâng cấp bản thân rồi, em lại thấy bản thân lại xứng đáng với người đàn ông tuyệt hơn nữa cơ, giỏi hơn, đẹp trai hơn, tài năng hơn, giàu có hơn anh ta ấy. Lúc đấy em tha hồ mà chọn những người đàn ông bước vào cuộc đời của em, khi một khi mà em đã lên một cái đỉnh cao hơn rồi, cái đỉnh cao tốt hơn rồi, đúng không em? Cho nên là em sẽ phải nâng cấp chính bản thân mình, không lo cuộc đời này không có đàn ông biết trân trọng mình, chỉ lo bàn thân chưa hoàn thiện bản thân để xứng đáng với người đàn tuyệt tốt đó thôi em nhá. Cho nên là cái sai lầm của em ấy, nó dẫn đến là kết thúc một mối quan hệ, thì em cũng sẽ phải cải thiện bản thân mình nhá, thay đổi bản thân mình, nhìn ra những sai lầm để mình rút kinh nghiệm, rồi mình biết cách hiểu đàn ông hơn. Trong tình yêu muốn có hạnh phúc của người đàn ông không cần phải yêu nhiều, mà phải yêu đúng cách đàn ông họ muốn á, đó là cái cách mà chị đã chỉ ra trong khóa học trở thành người không thể thay thế. Cho nên là em phải biết cách gây thương nhớ, gây yêu thương, khiến cho họ phụ thuộc vào mình, chứ không phải là gây cho họ những cái đòi hỏi để họ phải chán mình, chán ngấy không muốn gặp mình nữa nhá. Cho nên lộ trình của em sẽ là như thế này, có thể em nhắn cái tin mà chị vừa chỉ em trên, hoặc nếu không thích thì thôi nhá, chị nghĩ là cũng chẳng cần thiết phải cố nhắn đâu, nhưng mà nếu em vẫn thích thì em cứ nhắn, sau đó em im lặng đi, im lặng đến khi nào anh ta muốn liên hệ với em thì thôi. Đấy vì chỉ khi lúc đó mới là lúc con chim của em sổ lồng muốn quay trở lại thôi. Chứ còn bây giờ nó đang bay mà cứ tìm nó để bắt nó quay trở lại á, thì nó chỉ có vùng vẫy chết nó cũng phải bay ra khỏi vòng tay của em nhá. Lấy lại sự cuốn hút của mình đi, và cũng phải biết là mình xứng đáng có một người đàn ông muốn được ở bên cuộc đời của mình, chứ không phải là nhìn thấy mình người ta chạy mất dép, người ta sợ người ta chạy, đúng không? Để cho người ta đi và chỉ để cái người đàn ông biết trân trọng mình, chỉ khi anh ấy được phép quay lại cuộc đời em, chỉ khi nào mà anh ấy thực sự có cảm xúc với em và biết trân trọng em mà thôi nhá. Hãy cao giá lên, đừng hạ thấp giá trị của mình như thế. Cái thứ em cần tập trung bây giờ là cuộc đời của em, sắp xếp lại cuộc đời của em đi để trở thành một cô gái mà ai phải mơ ước nhá. Thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Ok, chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó.
nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.